Chào tất cả bạn đến với khóa học cơ bản của Cấp cho ăn. Mình là Nghĩa, giảng viên của Học viện Tizilo. Như các bạn đã biết, phần mềm Cấp cho ăn là phần mềm độc lập, không liên quan đến Adobe và nó có thể chỉnh sửa hình ảnh kết hợp với chụp ảnh được tạo ra bởi FakeOne, một công ty chuyên sản xuất máy chụp hình cao cấp Made in Format đến từ Đan Mạch. Ở Việt Nam, Cấp cho ăn được các bạn photographer sử dụng khá nhiều trong một năm gần đây, dùng để kết nối, chụp live view, xuất file trực tiếp từ máy ảnh sang máy tính. Vì hiệu năng đọc và xử lý file thô của Cấp cho ăn đang được đánh giá là nhanh nhất ở cái thời điểm hiện tại. Và trong thời gian đầu năm vừa rồi thì mình cũng có tham gia một cái buổi workshop tại Trung Quốc. Thì người Trung Quốc người ta cũng đã sử dụng khá nhiều đến phần mềm này. Đặc biệt là những bạn theo dòng ảnh fashion, ảnh cưới trong studio hay những chất ảnh đậm màu dạng Instagram. Thì người ta sử dụng đến phần mềm CapTron rất là nhiều. Thì để tìm hiểu phần mềm này ở Việt Nam trong thời điểm hiện tại thì cũng khá là khó. Vì tất cả trên các diễn đàn hay cộng đồng design cũng chưa diễn đàn nào nói về CapTron. Nên là quyết định sẽ làm một khóa học cơ bản giới thiệu sơ lược về phần mềm CapTron này. Và ở trong khóa học này thì mình sẽ tập trung vào những công cụ chính của các chỗ ăn, tập trung vào những công cụ chủ yếu là blend màu và chỉnh sửa. Còn trên các chỗ ăn thì còn rất là nhiều những tác cụ khác. Thì trước tiên thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về phần mềm các chỗ ăn là gì. Thì các chỗ ăn là bộ chuyển đổi file thô tốt nhất thế giới, hiển thị màu sắc chính xác và chi tiết đáng kinh ngạc. Với sự hỗ trợ của các máy ảnh cao cấp hàng đầu, thì đây là cái đánh giá trên trang chủ của các chỗ ăn, thì các bạn có thể vào trang chủ các chỗ ăn để theo dõi. Nó cung cấp khả năng chụp liên kết hiện đại này, quản lý tài sản kỹ thuật mạnh mẽ, các công cụ hiển thị hình ảnh mở rộng và quy trình làm việc linh động thông qua không gian làm việc có thể tùy chỉnh theo ý muốn. Thì ở cái phần giới thiệu này cũng đã nói khá nhiều về những ưu điểm của CapTron rồi. Ví dụ cái khi mà các bạn chụp ảnh và kết nối file từ máy ảnh với máy tính thì cái phần mềm nó sẽ cung cấp cái khả năng xuất file cực kỳ nhanh và nó được đánh giá là nhanh nhất trên thế giới hiện tại. Và cái thứ hai nó là cái cách làm việc và quy trình làm việc linh động thông qua không gian làm việc có thể tùy chỉnh. Thì ở đây em lưu ý là tất cả những cái phần cài đặt trên CapTron về tất cả các menu thì CapTron rất là hiểu người dùng, cho người dùng hoàn toàn có thể cài đặt lại toàn bộ tối ưu phím tắt, tối ưu lại giao diện. Và đây là một cái điều mình rất thích trên CapTron. Và các bạn cũng có thể lên trang chủ của CapTron để tìm hiểu về những cái điểm nổi bật của phần mềm này. Thì ở trên trang chủ của CapTron cũng đã nói rất là nhiều về phần mềm CapTron này rồi. Thì, các bạn có thể vào trang chủ của CapTron để tìm hiểu thêm, vì trên này còn rất là nhiều những kiến thức khác về CapTron. Thì ví dụ vào trang chủ của CapTron thì các bạn lập tức sẽ đọc được những cái thông tin nổi bật của CapTron được đưa lên đây. Đấy thì các bạn có thể tìm hiểu về CapTron ở trên trang chủ nhé. Và đến đây thì cũng có rất là nhiều bạn sẽ thắc mắc là phần mềm CapTron có thay thế được camera Lightroom không, vì trong cái quá trình livestream và làm hình ảnh ở Việt Nam mình có nói về CapTron thì có rất nhiều bạn thắc mắc phải là nó có thay thế được không. Thì câu trả lời chắc chắn sẽ là không. Ở thời điểm hiện tại thì CapTron không thể thay thế camera Lightroom. Nó cũng có những ưu điểm và tất nhiên nó sẽ có những nhược điểm, nó không thể thay thế được. Camera cái có ưu điểm của camera và CapTron thì nó cũng có cái ưu điểm của CapTron, nên là sẽ không thể thay thế được. Tùy vào cái bối cảnh và cái background hay là theo cái phong cách của mình muốn làm thì mình sẽ sử dụng phần mềm nào. Ví dụ về ảnh thời trang fashion, những chất ảnh hình khối mà muốn giữ được chi tiết màu sắc tốt thì CapTron sẽ làm nhiệm vụ đó tốt hơn bên camera. Còn về những chất ảnh trong sáng chẳng hạn, nhẹ nhàng thì bản thân thứ nhất là bản chất là anh em đã có quá là quen với Adobe, quá quen camera rất là nhiều năm nay rồi, thì sử dụng bên camera thì vẫn tốt hơn rất là nhiều. Đấy nên là mỗi cái nó sẽ có những ưu điểm và nhược điểm chứ không có phần mềm nào thay thế nhé. Ở phần này thì các bạn lưu ý. Và ở những video nâng cao sau thì mình sẽ so sánh những ưu điểm và nhược điểm chi tiết rõ ràng hơn giữa CapTron và camera để các bạn có thể hiểu ở phần này. Thì mình sẽ đến với cái giao diện của CapTron. Thì nếu mà bạn nào nắm được tốt cơ bản về Photoshop thì giao diện CapTron cũng chia ra 5 phần, tương tự Photoshop là chia ra 5 phần. Thì phần thứ nhất là phần menu thì chứa những cái tab menu của Photoshop. Phần thứ hai là Cursor Tool, thì đây là công cụ con trò, nó cung cấp những phím tắt, những cái hỗ trợ để đẩy nhanh quá trình xử lý màu sắc. Rồi sang phần Tool Tab, đó là đây là những phần tab công cụ chứa những công cụ như chỉnh sửa màu sắc, ánh sáng, Brightshift, rồi Lens, tương tự với camera Lightroom ở cái phần này, nhưng mà trong cái phần công chỉnh công cụ này nó sẽ khác. Và phần thứ tư là phần view, thì đây là thanh để anh em hiển xem hiển thị hình ảnh và chỉnh sửa trực tiếp trên cái phần này, thì cái này mình không cần nói nữa rồi. Phần bow thì đây là phần chứa những cái hình ảnh thu nhỏ của một cái tệp hay của một cái thư mục khi mà các bạn xuất vào CapTron thôi. Đấy thì đấy là xong toàn bộ phần giới thiệu của CapTron. Đó là các bạn.